ba điều nhất định phụ nữ phải biết khi lỡ yêu người đàn ông đã có vợ một dù giật được chồng người khác nhưng cả đời bạn sẽ không thoát khỏi kiếp tiểu tam đừng cho rằng đời mình cướp được chồng người khác là hả hê sung sướng chưa có kẻ thứ ba nào sau khi giật chồng người khác mà được xã hội công nhận được gia đình người đàn ông kia công nhận cả đánh đổi tất cả để nhận lại sự lên án của xã hội mang kiếp kẻ giật chồng sau này sinh con ra thì đứa bé cũng sẽ bị xã hội bàn tán là con của kẻ giật chồng liệu bạn còn đủ sự tự tin mạnh mẽ để vượt qua không dù cho bạn yêu anh ta thật lòng nhưng cướp chồng của người khác thì vạn lần là bạn sai không thể chấp nhận được hai người đàn ông có vợ đến với bạn vì tình yêu hay là vì tình dục có nhiều người đàn ông ở bên nhân tình thể thốt rằng với anh em là tất cả anh chán vợ lắm rồi thế nhưng lúc về với vợ con thì anh ta lại tỏ ra yêu vợ điều đó chứng tỏ anh ta chỉ coi nhân tình là nơi để giải quyết nhu cầu tình dục mà thôi bạn đừng có dại rồi chạy theo anh ta mật ngọt chết ruồi đàn ông ngoại tình nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ vợ con gia đình cả nên thanh xuân của bạn còn trẻ hãy đi tìm người đàn ông khác để mà yêu. Đàn ông ngoài kia vừa tốt vừa độc thân còn đầy ra. Sao bạn phải cố yêu một kẻ không ra gì? Đã vậy còn có vợ con rồi chứ? ba Bị phát hiện thì bạn luôn là kẻ thiệt thòi và bị người đời xa lánh. Cái kết của kẻ thứ ba là bị người đời đánh mà chẳng ai can ngăn. Bạn nghĩ khi xảy ra chuyện, anh ta sẽ bênh vực bạn thì hoàn toàn không có đâu. Khi bị phát hiện, ai sẽ bên cạnh bạn trong thời điểm đó? Một anh chàng họ sở nhưng vẫn khoác lên mình chiếc áo tiên sinh trăng. Không bạn ạ. À. Lúc đó, anh ta chỉ tìm cách bỏ trốn mà thôi. Không có người đàn ông nào từ bỏ gia đình vì những cuộc vui bên ngoài. Bởi vậy chẳng xứng đáng để bạn đi cặp kè với đàn ông đã có vợ đâu. Một điều luôn luôn đúng đó chính là không một người đàn bà nào muốn san sẻ hạnh phúc yêu thương cho người phụ nữ khác đặc biệt đàn ông bạn tin không phụ nữ có thể đang thân nhau nhưng có thể quay ra cắn xé lẫn nhau chỉ vì một người đàn ông đấy làm kẻ thứ ba có người đàn bà nào muốn không không dám chắc có ai muốn làm kẻ thứ ba hay không có nhiều cô gái nói rằng họ yêu người đàn ông sâu đậm rồi mãi sau đó mới phát hiện anh ta đã có vợ con yêu người đã có vợ là đi ngược lại với phong tục xã hội trái ngược với dư luận và đạo đức văn hóa con người việt nam phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác nhưng trong tình yêu thật khó có thể nói được đúng hay sai khi yêu rồi thì ai cũng sẽ trở nên mù quáng và khó mà dứt ra được đừng biến mình trở thành kẻ mà cần thì họ tới không cần thì bỏ bê